Xin chào các bác đang theo dõi kênh của bên Nguyên Vũ nhá. Hôm nay thì nhà em lại tiếp tục lên cho bác một cặp Sony để cho bác nào mà thích kiểu làm loa trợ lời nhá. Bác nào mà thích làm loa trợ lời thì cứ alo cho em lấy ngay cặp này về này, nghe sướng lắm các bạn, phê lắm. Đấy. Con này thì nó thiên về giải trung nên là bác nào mà ví dụ là đang có loa nhá, ví dụ như này này, đây. Ví dụ các bác đang có một cặp loa to như này. Đấy, hoặc có thể to hơn. Bass là 25, đấy. Nhưng mà lại đang thiếu phần trợ lời thì các bác có thể lấy những con này. Đấy, tại vì là em bán những con này thì em toàn là bán để các bác ghép vào công suất mini thôi. Nhưng mà nhiều khách hàng em ấy, tức là khách hàng em nhá, đấy là mua về và bảo là anh đấu thêm tụ hay phân tần gì đó, phân tần hay tụ gì đó. Nói chung thì hôm nay các bác nói thì em không hỏi kỹ là tụ hay phân tần, nhưng mà nói chung là các bác sẽ, nếu mà các bác nào cần thì có thể là lên trên mạng tìm hiểu xem, bởi vì là em thấy là rất là nhiều bác chia sẻ trên đấy thì có thể dùng những con này mình đấu vào nhá, mình đấy đấu thêm vào đấy, có thể đấu nối tiếp hay song song hay là như nào đó. Nói chung thì cái này thì các bác phải tính toán dựa trên cái phần công suất của âm ly nhà mình và gì ạ, phải dựa trên cái nghiên cứu ở trên mạng nữa đấy, thì để làm sao mình đấu làm sao để cho nó hợp lý mà nó đảm bảo cho cái loa của mình là nó hoạt động bền bỉ hơn và nó phát huy được tốt nhất cho cái chất âm ra hay nhất đấy. Còn em thấy rất là nhiều khách hàng em rồi đã dùng những cái dòng làm loa trả lời và khen cực kỳ hay luôn. Đấy. Đấy thì các bác có thể lấy những con này về nhá, đấu vào. Đấy. Nghe phê lắm các bạn. Đây này. Đấy, công suất của loa thì nó rơi khoảng 50W một loa. Đấy, trở kháng từ trước là 6 ohm. Đấy thì ví dụ mà các bác đấu là phải tính toán cả phần trở kháng, bởi vì nếu mà đấu thêm cái này là trở kháng nó dâng lên mà. Đấu thêm loa là trở kháng nó dâng lên thì mình phải nghiên cứu phải đấu làm sao cho hợp lý nhá. Đấy, có thể dùng tụ hay bất kể cái gì đó để mình hỗ trợ thêm vào. Đấy, còn về thành vách cái dòng này thì dày lắm các bạn. Thành vách của nó cả phân luôn này. Đấy, thành này chắc phải một phân. Đấy. Mini nhưng mà thành vách rất là dày. Nhiều con loa mini nhưng mà cái vách của nó mỏng dính các bạn. Nhưng mà cái dòng này thì nó thiết kế rất là dày dặn và nói chung là chắc chắn ạ. Công suất thì là 50, trở kháng là 6 ohm rồi. Đấy, con này là CM3.3 các bạn nhá, CM3.3. Đấy. Cái dây này thì em để đây cho gọn thôi nhá. Dây em để đây cho gọn. Lúc nào bác nào mà chốt thì để em test bàn giao thì là em sẽ bỏ dây ra sau. Đấy, căng về hai chiếc đầy đủ cho các bác trên này. Đấy, dòng này thì bát của nó là bát 12. Đây. Nếu mà tính theo chuẩn của hãng này, nó khoảng bát 12 này. Còn nếu mà đo theo cái viền gân nó thì rơi khoảng là 11. Đấy, thì em cứ đo làm hai kiểu thì phù hợp với cả bác nào thì mình sẽ lấy theo cái kiểu đó được chưa ạ? Đấy. Còn về kích thước của sản phẩm thì vỏ cao là 21 này, 21.5 này. Đấy. Sâu là 22.5 và tính ở căng thì nó khoảng 23. Đấy, còn chiều rộng của nó là rơi khoảng 14. Đấy, thì nó các bác kê vào những cái bộ dàn của mình thì nó vừa gọn gàng mà nó hợp lý hơn so với cả cái việc mà mình dùng những con loa to hơn. Đấy. Thì em nghĩ đây là một cái cặp mà nó trợ lời tốt mà hình thức nó cũng gọn gàng. Về giá thì có 590 nữa các bạn. Vâng, có 590.000 thôi. Đấy. Bác làm mà có công suất của các dòng ví dụ như Onkyo, nói chung là cái công suất của mini này này, đây này. Các con công suất giải mã này này. Đấy, công suất giải mã này thì các bác có thể lấy những con này về mình ghép vào. Đánh cũng hay. Đấy, làm loa nghe nhạc cũng hay mà làm loa trả lời cũng sướng. Người ta gọi là gì ạ? Led như Sony mà đúng không ạ? Thì tiếng các bác nghe sướng lắm, trong veo luôn. Cái này thì nghe em nói thì nhiều bác có thể là chưa tin đâu, nhưng mà cứ phải trải nghiệm đi. Hoặc là có thể vào những cái video. Em có những cái video test rồi nhá, test bàn giao cho khách hàng. Cặp này em test ít nhất cũng phải rơi vào khoảng là, nếu như tính cả tháng trước tháng này thì ít nhất cũng phải rơi khoảng hơn chục cặp, hơn 10 cặp rồi. Đấy, tháng trước và tháng này. Đấy, là khoảng hơn chục cặp rồi. Thì các bác cứ vào video xem nó có nhá, search video nó sẽ có. Đấy, là em test bàn giao cho khách hàng nha, em thực tế luôn. Đấy nha em, là ví dụ nhá, ví dụ như là bác Một bác nào đó chốt nhá thì em sẽ test bàn giao và em test từng loa một. Đấy, test bát này, xong đến tép này. Đấy, xong loa này em mới test tiếp loa này. Đó, và em test trên video trực tiếp và em làm gì ạ? Em đọc tên của các bác nhá. Đấy, em đọc tên các bác này, cộng 3 số điện thoại cuối này, cộng cái gì ạ? Cộng thêm là tỉnh thành của bác. Ví dụ này, bác Hùng này, ở Cẩm Phả này. Đấy, hay là bác Hùng này ở Hưng Yên này. Đấy, có số điện thoại là 389 này, hay là 123 này, hay là 572 này. Đấy, ví dụ như thế. Thế là bác Hùng mới biết là à đấy rồi.
tên mình đây rồi, tỉnh của mình là Hưng Yên đây rồi, ba số cuối thì chuẩn rồi. Đấy, ba cái mà đọc đúng như thế thì khớp rồi, thì là đúng hàng của mình rồi. Đấy, thì làm test hàng đúng như thế. Sau khi test xong, test công khai nha, là tất cả mọi người các bác cùng xem được, chứ không phải làm test một mình cho bác Hùng. Đấy, tất cả mọi người đều xem được. Đấy, xong khi đó thì em mới cuốn bằng co, đóng thùng xốp gửi đi cho các bác. Đó là quy trình bán hàng nha em. Đấy, và các bác chốt hàng thì cũng phải gọi điện trực tiếp cho em. Đấy, cọc cạch như thế nào, chuyển khoản ra sao thì cũng phải hai bên thống nhất hợp lý thì bắt đầu mới tiến đến bước đặt hàng. Chứ không phải là cái chuyện là cứ thế này là các bác alo là em gửi đi đâu. Đấy. Đúng không ạ? Bây giờ em gửi đi thì ví dụ như là loa ví dụ nó không lên tiếng thì các bác nhận hàng thì làm thế nào? Đúng không ạ? Đấy. Thế nên là phải có video test cụ thể, bàn giao đàng hoàng. Đó, đấy là cách bán hàng của nhà em là như vậy. Đấy thì bác nào mà chốt sản phẩm này thì cứ alo cho em qua số là 0966 594581 hoặc số 0979 891682 nhé. Vâng, xin chào các bác.